trường. Rồi, đường truyền cắt mặt rất chính xác của Văn Trường. Không được. Văn Trường đã có một đường truyền rất thông minh dành cho Lusola. Đáng tiếc là pha di chuyển vừa rồi của Lusola đã. Rồi, Evado. Vừa rồi chúng ta lại thấy được khả năng săn bàn của Evado là tốt như thế nào. Mặc dù tình huống đá phạt góc vừa rồi khiến cho bóng đi không thực sự thuận lợi, tuy nhiên Evando vẫn có thể tung ra một cú đánh đầu hết sức nguy hiểm. Vừa rồi thì hậu vệ tiền cú sút của Hữu Long đi quá thấp và không thể vượt qua hàng rào. Cơ hội pha nhà bóng rất hay. Vừa rồi là một tình huống mà Olusola đã nhà bóng chiến thuật cho đồng đội. Đáng tiếc là pha dứt điểm sau đó lại đi hơi thiếu lực. Hoàng Gia Lai đang có những phút thi đấu cho ép sân. Văn Trường. Văn Trường đang rất tích cực lên tham gia tấn công. Cơ hội phản công dành cho đội chủ nhà. Olusola. Tạt bóng. Cơ hội. Cùng thì bàn thắng cũng đã đến với đội chủ nhà. Và đó là một tình huống đá phạt lưới nhà của các cầu thủ. Xong một tình huống phản công rất nhanh. Đúng là vừa rồi Thanh Hiền đã tự đốt lưới nhà. Đánh đầu. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ áo vàng. Dứt điểm ngay. Cú sút vừa rồi là của tiền đạo Asala. Asala đã tung ra một cú sút rất mạnh bằng chân trái. Cao su Đồng Tháp. Cơ hội. Trần Vũ. Dứt điểm. Không vào. Đó là cú sút của Lusola. Và bên phía Đồng Tháp đã có sự thay đổi người đầu tiên. Như vậy là Sunday. Cơ hội vẫn còn. Đỡ đơn. Rất nguy hiểm. Bóng vừa rồi đã đi cắt ngang qua khung thành của Hoàng Gia Lai. Có thể nói là một đường truyền và cũng có thể nói là một pha dứt điểm. Daron đã có một pha bấm bóng bằng má ngoài. Nếu như vừa rồi cơ hội đánh đầu, đánh đầu không vào. Pha đánh đầu rất nguy hiểm vừa rồi là của Azala. Đó là tình huống đáng chú ý nhất kể từ đầu hiệp 2 cho tới giờ. Anh đã có một pha phản xạ rất nhanh và pha bay người cũng rất đẹp mắt để đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Chúng ta cùng xem lại tình huống này.